Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái thông tin lớn ngày hôm nay để chính là thông tin liên quan tới XRP là SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là có ý định kiện công ty Ripple. Chúng ta nói tới hai thông tin khác tôi cảm thấy cũng rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thông tin tức đầu tiên là tin tức được đăng cái tên khoảng 15 tiếng đồng hồ để chính là tin tức liên quan tới công ty Michael Strategy. Thì các bạn thấy được là Michael Saylor đã nói trên Twitter là công ty Michael Strategy vừa mới mua thêm Tổng cộng là 29.646 đồng bitcoin với cây tổng số tiền là 600 đồng. 50 triệu đô la với cái giá trung bình là 21.925 đô cho một đồng Bitcoin, một cái giá coi như là nhiều bạn cũng cảm thấy là khá cao. Và bây giờ đó, tổng cộng cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi công ty MicroStrategy đã lên tới 70.470 đồng Bitcoin và tổng số tiền mà họ đã dùng để mua Bitcoin đó là bắt đầu từ tháng 8 năm nay thôi là đã là 1.1 tỷ đô la với cái giá trung bình một Bitcoin họ mua là 15.964. Và cho đến thời điểm bây giờ đó thì công ty MicroStrategy là công ty đơn vị đứng thứ năm Có nghĩa là các bạn thấy được là đứng thứ năm trong tất cả những đơn vị mà lưu trữ Bitcoin là MicroStrategy đứng thứ năm Với tổng số là 70.470 đồng Bitcoin như thường mới bị chia sẻ Đứng đầu tiên đương nhiên các bạn cũng đã biết là công ty Grayscale Investment Trust Kế đó là chính phủ Trung Quốc với 194.775 đồng Bitcoin Công ty Block One với 140.000 Bitcoin rap BTC các bạn cũng đã biết là Rap BTC đó là một cái đồng BTC mà đại diện cho mạng lưới của Ethereum và đứng thứ sáu đó đứng sau MicroStrategy đó chính là chính phủ Hoa Kỳ thì nhiều bạn có thể cảm thấy lạ là tại sao mà chính phủ Hoa Kỳ hay là chính phủ Trung Quốc lại lưu trữ Bitcoin là tại vì họ tịch thu Bitcoin từ những cái đợt như là lừa đảo hay là họ tịch thu Bitcoin từ những cái nơi mà phạm pháp đó, như là Silk Road vân vân thì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những Bitcoin cũng như là chính phủ Trung Quốc đó, khi mà lấy lại được một số tiền đến từ những cái vụ lừa đảo đó thì họ cũng lưu trữ Bitcoin nhưng mà thường thì chính phủ Trung Quốc với Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có cái quyết định thông báo mọi người là sẽ lưu trữ Bitcoin lâu dài các bạn thấy được họ lưu trữ này chỉ là tạm thời mà thôi thường nghĩ là những chính phủ đó như là Trung Quốc và Hoa Kỳ thì cũng sẽ bán đấu giá như Bitcoin này nhưng mà các bạn thấy những công ty khác như là Grayscale đương nhiên là họ lưu trữ Bitcoin lớn tại vì họ dùng số tiền này để mà bán cổ phần. Họ đà một công ty mà cho người ta đầu tư vào. Và các bạn thấy được công ty Block One còn nghĩ là cái số lượng Bitcoin này đó là đến từ lúc mà họ bán cái ICO của đồng EOS còn lại. Và các bạn thấy là bây giờ MicroStrategy đã trở thành đơn vị thứ năm Họ có trở thành đơn vị đầu tiên hay không lớn hơn cả Rayscale thì chúng ta hãy tiếp tục chơi lại. Các bạn thấy được là một trong những điều mà rất là bất ngờ đó chính là khi mà công ty MicroStrategy đó họ ra quyết định là họ sẽ bán trái phiếu Trái phiếu như là giấy nợ của công ty đó Có nghĩa là họ mượn nợ lấy công ty MicroStrategy làm bảo đảm Thì các bạn thấy được là mới đầu họ nói là họ muốn mượn cái số tiền là 450 triệu đô la That's security nghĩa là trái phiếu Nhưng mà cuối cùng cái số tiền mà họ có thể mượn được là đến 650 triệu đô la Các bạn thấy được là người ta đưa rất nhiều tiền cho công ty MicroStrategy này coi như là đưa tiền không phải để công ty Michael Strategy này dùng số tiền đó để mà đầu tư phát triển công việc của công ty Michael Strategy mà đưa số tiền này để công ty này mua thêm Bitcoin coi như là họ đầu tư Bitcoin gián tiếp mà không ngờ mới đầu thì không ai nghĩ là sẽ có người nào sẽ cho công ty Michael Strategy mượn tiền để mà coi như là cho nhiều người coi như đây là, là một cái loại cờ bạc tại vì dùng số tiền này để mà bỏ thẳng vào Bitcoin một là Bitcoin tăng mạnh thì công ty này sẽ trở thành một công ty cực kỳ giàu có hay là hai Bitcoin có một cái sự điều chỉnh mạnh thì họ sẽ mất rất nhiều tiền các bạn thấy được là nhiều người thì nghĩ là không ai sẽ cho công ty Michael Strategy mượn nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là không những là cho mượn 400 triệu mà còn cho mượn lên tới 650 triệu và như là đã hứa hẹn Michael Strategy đã đưa số tiền này thẳng vào Bitcoin với cái mức giá là 21.925 thì các bạn thấy là có hai điều có thể nhiều bạn suy nghĩ là tại sao mà công ty Macro Strategy này không được Bitcoin Điều chính là một phần trước khi mà mua mà lại mua ở cái mức này Thật ra mà nói là những công ty này đó khi mà họ mua họ có cái con số lợi nhuận rất là cao trong đầu Và họ có cái lý lẽ đầu tư là có thể là sẽ rất lâu như là công ty Macro Strategy khi mà họ bán cái số lượng trái phiếu này đó là trái phiếu của thời hạn 5 năm thì ít ra các bạn hiểu được cái số tiền 650 triệu này đó trong vòng 5 năm tới đây họ không cần phải lo tới việc là trả trở về mặc dù là sau 3 năm thường nhớ là những trái phiếu này có thể được đổi thành cổ phần của công ty MicroStrategy nhưng mà trên căn bản trong thời gian khoảng chừng là 5 năm họ không cần quan tâm đến và trong 5 năm này công ty MicroStrategy đương nhiên nghĩ là giá Bitcoin sẽ tăng rất là nhiều cho nên trên căn bản mua ở cái mức này hay là mua ở cái mức mà kéo về khoảng chừng là thêm vài ngàn thì đối với công ty MicroStrategy trong cái tầm nhìn dài hạn cũng không quan trọng lắm tại vì họ cảm thấy được là nếu như Bitcoin Sao này thực sự để trở thành 500 ngàn thì các bạn mua có mức giá 22 ngàn, 21 ngàn, 20 ngàn thì kết quả cũng không khác nhau nhiều nhưng mà nếu như mà họ chờ quá lâu mà không có điều chỉnh mà Bitcoin đồ ngột tăng thì họ sẽ thấy rất là tiếc cho nên các bạn thấy được là đây là một cái đợt FOMO đến từ công ty MicroStrategy được chia sẻ bởi CEO Michael Saylor và có một điều mà các bạn thấy điều rất là ngộ là khi mà Bitcoin 3.000 đô, 1.000 đô không quan tâm đến, thậm chí là nhiều người coi đó là một trò lừa đảo. Khi Bitcoin 3.000, 4.000 cũng như vậy, rất ít ai quan tâm đến. Nhưng mà khi Bitcoin 20.000 thì lại nhiều người quan tâm đến, khi Bitcoin 22.000, 24.000 lại nhiều người quan tâm đến hơn. Và khi Bitcoin 30.000 thì lại nhiều người quan tâm đến và rất muốn sở hữu Bitcoin, họ không muốn sở hữu Bitcoin lúc mà Bitcoin 3 ngàn đô họ chỉ muốn sở hữu Bitcoin khi Bitcoin lên tới cái mức là 30 000 40 000 mà thôi Đây là một cái điều rất kỳ lạ đối với con người tại vì cái giá càng cao của một vật gì đó đó thì người ta lại càng cảm thấy là an toàn Tại vì cái vật đó có giá trị cho nên họ mới muốn lưu trữ Chứ còn cái vật đó cũng như vậy, không có gì khác biệt hết, cộng đồng cũng như vậy, công nghệ cũng như vậy nhưng mà mức 3 000 họ lại không thích Thì nhiều người hỏi thường là khi Bitcoin lên đến 50 000 đó thì ai sẽ mua Bitcoin ở cái mức đó thì nói các bạn thấy là đây không phải là một điều mà chúng ta cần phải lo lắng quá Các bạn cũng đừng nên quên là Warren Buffett mua cổ phiếu Apple ở cái mức nào Warren Buffett mua cổ phiếu Apple lần đầu tiên Các bạn thấy được là cổ phiếu Apple đó là đã có mặt rất lâu đời Nhưng mà lần đầu tiên mà Warren Buffett mua cổ phiếu Apple đó là năm 1996 Sau khi mà một cổ phần của công ty Apple một cổ phiếu đó lên thì cái giá là 100 đô cho nên các bạn thấy được là sau khi mà Buffett mua rồi thì giá vẫn tiếp tục tăng cho nên các bạn đừng có lo nếu như những bạn hỏi thật là Bitcoin ở mức 50 000 đô thì ai sẽ mua còn rất nhiều người bây giờ có tiền mà chưa có mua và họ không muốn mua bây giờ tại vì giá Bitcoin chỉ có 22.000 thôi họ phải đợi Bitcoin lên tới 50.000 họ mới có hứng thú mua cũng như là Warren Buffett ông ta À, không muốn mua Apple lúc mà giá rẻ, ông ta muốn mua Apple lúc mà giá mắc tại vì lúc đó thì ít ra cũng có nhiều dẫn chứng cho thực đây là một cái công ty mà phát triển lâu dài được cho nên các bạn thấy được đây là một trong những cái dẫn chứng mà thường thường hay chia sẻ với các bạn. Và trong lúc này, video này thì có một cái breaking news chúng ta nhận được đó chính là quốc hội đã thông qua bỏ phiếu cái gói hỗ trợ mà chúng ta mới vừa nói tới cái hỗ trợ mà 900 tỷ đó thì bây giờ thường nghĩ là cái bước cuối cùng mà không ai nghĩ là sẽ gặp trở ngại đó chính là tổng thống Donald Trump sẽ ký và dựa theo những thông tin nhận được ta là tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng ký bất cứ lúc nào mà gói hỗ trợ này tới bàn của tổng thống và theo chúng ta nhận được những thông tin đến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Steve Mnuchin thì khi nào thì cái số tiền 600 đô mỗi một người sẽ gửi đến cho dân của Hoa Kỳ khi nào mà 600 đô AirDrop này sẽ gửi đến người dân đó thì dựa theo Steve Mnuchin Bộ trưởng Bộ Tài chính là có thể sớm nhất là trong tuần tới cho mình thấy được đây là một cái đợt thông qua rất là nhanh và cái số tiền này thì đương nhiên sẽ được phát tới người dân rất là nhanh nhanh hơn được đầu tiên đây là điều mà nhiều người đang mong đợi và chúng ta bây giờ nói tới một cái thông tin khác nữa trước khi tôi nói tới tin tức liên quan tới XRP đó chính là cái thông tin liên quan đến Ledger thì các bạn có đã biết là công ty Ledger đã thông báo cái từ vài tháng đã có một cái vụ hack xảy ra trên mạng lưới của Ledger và cái vụ hack này đó Ledger là một cái công ty ví thư lạnh cho mọi người đã biết thì công ty Ledger bị hack nhưng mà không phải là bị hack liên quan đến là bị hack mất đồng ở trong những cái ledger mà họ bị hack ở đây là bị hack thông tin thì tổng cộng đó là cái số lượng thông tin mà họ bị hack cơ lại mất đi đó là hơn một triệu email một triệu email này đó là đến từ những cái khách hàng mà đang subscribe đang đăng ký vào cái Newsletter của công ty Ledger Nghĩa là cái thông tin hàng ngày của công ty Ledger Và thêm vào đó nữa là những người nào mà đã từng đặt đơn hàng Với công ty Ledger đó Thì có 272.853 order thông tin đã bị lấy cắp trong đó có những thông tin liên quan đến là địa chỉ email liên quan đến địa chỉ nhà tại vì họ cần phải địa chỉ nhà để mà gửi tới nhà và đương nhiên là liên quan đến số điện thoại số phone number thì các bạn thấy được là đây là một thông tin không phải là mới nhưng mà thông tin mới chúng ta nhận được đó đó chính là cái người hacker đã lấy cái tài liệu này có thể là họ đã sử dụng trong vòng mấy tháng qua và họ nghĩ là tất cả những gì mà họ có thể sử dụng được họ đã sử dụng rồi trong vòng mấy tháng qua có rất nhiều những cái thông tin giả được chia sẻ đến từ những cái người mà mạo danh là công ty Ledger Thường đã từng chia sẻ một số những cái email ở trên những cái mạng xã hội là các bạn thấy các bạn nhận được những tin nhắn hay những cái email là cái máy các bạn bị vấn đề gì đó hay là cái chương mục của bạn đã bị đóng băng các bạn cần phải bấm vào cái link sau đó để hai bốn ký tự để các bạn có thể là lấy lại cái ví uh, Ledger của mình hay là lấy lại hồi phục lại cái chương mục của mình tuy nhiên tất cả thông tin đó đều là giả hết các bạn không bao giờ nên chia sẻ cái ví cá nhân của mình cái hai bốn ký tự cho bất cứ một người nào khác hay là cái khóa cá nhân của mình gần đây thì có một bạn nhờ thường giúp đỡ liên quan đến cái ví metamask bị một cái vấn đề gì đó thì bạn này cũng tìm kiếm những người mà làm việc cho công ty metamask Nhưng mà cuối cùng thì kiếm được một người thường cảm thấy là cũng có dấu hiệu lừa đảo là nói bạn này là phải đưa cái khóa cá nhân để họ giúp đỡ nếu không họ không giúp đỡ được các bạn nên nhớ là bất cứ ai mà có khóa như cá nhân của các bạn có hai bốn ký tự cái ví chưa làm cho bạn thì người đó là chủ sở hữu của ví cho nên các bạn không nên đưa bất cứ những thông tin đó tới bất cứ ai và không có một ai sẽ đòi hỏi các bạn đưa hai bốn ký tự hay là đưa cái khóa cá nhân để mà hồi phục lại cái gì hết đây là những cái điều mà giả tạo nên các bạn cần phải lưu ý để đừng có bị những người này lừa đảo đây là một cái vấn đề rất đáng tiếc và bây giờ đó thì cái người hacker này đó họ đã dùng những thông tin này và họ đã để lên cái mạng lưới đó chính là Ray Forum Đây là một cái diễn đàn Và tất cả những thông tin mà người này lấy cấp được đó Họ đã chia sẻ cho diễn đàn này miễn phí có nghĩa là bây giờ có rất nhiều người đã có được cái thông tin mà bị lấy cấp đi từ công ty La Trời trước đây thì chúng ta biết là chỉ có một tổ chức duy nhất là tổ chức của cái người mà ăn cắp cái thông tin thôi nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là sau khi mà họ sử dụng xong mấy tháng nay rồi đó có thể họ cảm thấy là không còn gạt thêm được người nữa thì họ lại đưa những thông tin này lên trên một cái forum là ray forum một cái diễn đàn và bây giờ có rất nhiều người có nhiều cái ý nghĩ xấu đã có được thông tin của những bài nào mà sử dụng cái ví ledger trong đó có bản thân thuận cho nên tất cả mọi người đều cần phải cẩn thận chúng ta không nên tin bất cứ một email nào hết đến từ công ty Ledger mà đòi hỏi các bạn là phải bấm vào cái link nào đó hay là cần phải chia sẻ thông tin cá nhân nào đó các bạn không nên đây là thông tin liên quan tới Ledger mà thông muốn chia sẻ với các bạn còn như bạn thân đã có ví Ledger bây giờ còn an toàn hay không thì ví Ledger vẫn bình thường thì xin nói là cái vụ hát này là chỉ hát thông tin mà thôi chứ không phải là hát tài liệu của cái ví Ledger ví cho các bạn vẫn an toàn vẫn sử dụng được bình thường không vấn đề gì hết